Đục lên một cái mẫu 40 đôi mẫu mới anh em. Cái mẫu này cực kỳ gọn luôn. Mẫu này Phi Thiền Arai ha, Phi Thiền Hồng Arai. Cái kích thước của con này nó làm y như là full 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 đôi của dạng như chưa sự kiện em, của sự kiện nha anh em. Thì full đôi chạy hai chép ha, Hồng Arai nè. Thì bây giờ kích thước này rất là gọn ha, nó chỉ bằng một con 30 đôi hoặc là 50 đơn ha. Kích thước để đo cho anh em ha. Chỉ có 83 thôi anh em. Đây, cao 83 nha. Cái hậu của nó là 55. Hậu 55. Và bên đây là 45. Thì con này sẽ đi lưới ngoài ha. Con này nó ốp hai lưới ngoài nên nó làm nó thon lại nha anh em. Con này đi hỏng chép array hai chép và pass từ 107 coi 65. Thì cấu hình em nêu cấu hình này luôn ha. Con này sẽ đi bình 20A và đi mạch T450 và em sẽ test trên một bộ mic nhôm, tay nhôm như thế này. Còn anh em thích bộ mạch nào thì cứ liên hệ em là em cho mẫu mic là cứ ráp lên ha. Con này có giá là 7 triệu nha anh em. Con này nè, mạch nó nằm ngoài sau nha. Đây, đang mưa nè, đang mưa bay bay cùng tranh thủ ha. Đây, ngoài sau nó như thế này ha. Phi Thiền mẫu gọn nhất từ trước tới nay luôn. Cái con 30 đôi á là nó bằng cái con này luôn anh em. Nó chỉ sơ xích một xíu thôi nha, hai phân thôi, sơ xích một xíu thôi nha. Chung là ba phân gì đó, chung 30 đôi bằng con này luôn, 50 đơn luôn. Thì bây giờ em sẽ test nhạc và test mic cho anh em nghe nha. Đây, để em ghim cho đo cho anh em xem rồi nha. Để nhiều khi anh em hỏi em cũng quên, em không có báo lại được ha. Giờ em sẽ test lại cho anh em, test cho anh em nghe cái mẫu này. Được, trước tiên sẽ test mic cho anh em nghe nè. Lên 3, 4, 5, 6, lên reverb thôi nha anh em. Lên 3, con này 2 chép cho tiếng sáng nha. Lên 3, 4, 5, 6, lên 3, 4, 5, 6, lên. Ok, bây giờ em sẽ test nhẹ nha, chung là mic ok nè. Đang test trên mic nhôm ha. Cũng đang mưa, dù cũng tranh thủ test như nè. Anh em nó xài hai chép 450 nha. Đây, hai chép 450 nè, họng array nè, họng array đôi anh em. Đây, quay tận cảnh cho anh em ha. Array thì cái họng, cái thứ nhất là nó rất là mắc tiền và cái tiếng của nó sẽ tỏ ra hơn là một cái dòng họng chép 1 ha. Con này thì nó làm hai cái này là nó sát vô bên trong thì cái họng nó sẽ dài ra, bởi vậy là nó sẽ rút gọn lại ha, nó sẽ rút gọn lại cho anh em, nên là nó sẽ rất là ngắn, chuyên cho thuê. Chung cái mẫu này là cho thuê là cực kỳ gọn luôn em, dễ chở nha. Cái thứ nhất dễ chở, cái hai là gọn nhẹ nha. Để em sẽ ốp lưới vô cho anh em xem nha. Đánh rất ok nha. Thank you.
Ok, anh em nào cần cái mẫu này cứ liên hệ em nha, giá 7 triệu cộng ship nha anh em. Con này cực kỳ gọn luôn và rất cái mẫu rất là đẹp, lưới rất là đẹp luôn. Con này thì đánh ok rồi, 40 đôi thì đánh ok nha. Con này thì nó sẽ mạnh hơn cái con 30 đôi ha anh em. Nhưng mà nó bằng kích thước bằng 30 đôi luôn, bằng nhau luôn, cao bằng nhau luôn nha anh em. Cho thuê cực kỳ gọn luôn và công sức rất là lớn luôn nha anh em. Con này 7 triệu cộng ship nha anh em. Ráp cấu hình cao cấp nhưng giá cực kỳ rẻ luôn ha anh em. Thì anh em nào cần cái liên hệ em cái cấu hình này nha.